Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, giữa bối cảnh Nga và Lithuania trở nên căng thẳng sau khi Lithuania cấm vận chuyển một số hàng hóa vào ra Kaliningrad qua lãnh thổ của mình, thì mới đây, Điện Kremlin đã khẳng định quyết tâm khôi phục vận chuyển hàng hóa vào vùng lãnh thổ Kaliningrad và tuyên bố Moscow đúng trong tranh chấp lần này. Trên tờ tạp chí tri thức trực tuyến Zing News, đã đăng tải bài viết với tiêu đề Nga tuyên bố quyết giải về Kaliningrad vào ngày 24 tháng 6. Trong đó nội dung tờ này đã dẫn theo TASS đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố ngày 24 tháng 6, không cần phải vội vàng, tuy nhiên chúng tôi có đầy đủ quyết tâm, sẽ cần một chút thời gian trước khi đưa ra quyết định. Quan chức Nga nói rằng, Moscow đang rất nghiêm túc phân tích tình hình, quan điểm của Điện Kremlin về vấn đề Kaliningrad sẽ được chuyển tới các nước châu Âu thông qua Bộ Ngoại giao ông peskov tuyên bố thật đáng tiếc họ tức châu âu không còn là đối tác mà là đối thủ của chúng tôi trong tình huống của kaliningrad chúng tôi hoàn toàn đúng khi được hỏi nga sẽ tung ra biện pháp trả đũa như thế nào theo ông peskov cho biết cần thêm thời gian để đánh giá tình hình và đồng thời tin rằng các đối thủ cũng cần thêm thời gian Ông Peskov cho hay, Điện Kremlin không loại bỏ khả năng Lithuania sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển hàng hóa thông qua lãnh thổ nước này đến Kaliningrad, tuy nhiên cho biết đang chuẩn bị cho tình huống xấu hơn. Trong khi đó, thống đốc Kaliningrad Anton Alikhanov cho biết ông hy vọng EU sẽ điều chỉnh các lệnh trừng phạt để tạo ra ngoại lệ cho phép hàng hóa từ các vùng khác của Nga được đi qua Lithuania để đến Kaliningrad. Ngày 22 tháng 6, tổng thống Lithuania Gitanas Nosteda cho biết, Lithuania hạn chế trung chuyển hàng hóa của Nga đến Kaliningrad đơn giản vì tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu -EU, mà nước này là thành viên. Ủy ban châu Âu cho biết, Lithuania đang hành động hợp pháp, mặc dù người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết hôm thứ hai rằng ông sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, điều dường như là một nỗ lực để loại bỏ cuộc phong tỏa nói trên. Trong khi đó, vào hôm 21 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ EU tại Moscow, Markus Ederer, về các hạn chế chống Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết không thể chấp nhận các hành động như vậy vì nó vi phạm các nghĩa vụ pháp lý và chính trị liên quan của Liên minh châu Âu và dẫn đến leo thang căng thẳng. Từ ngày 18 tháng 6, Lithuania đã ra lệnh cấm vận chuyển hàng hóa Nga có trong danh sách trừng phạt của EU qua lãnh thổ. Hàng hóa bị cấm bao gồm thang đá, kim loại vật liệu xây dựng và thiết bị công nghệ tiên tiến. Lituania nhấn mạnh nước này chỉ thực hiện lệnh trừng phạt nhằm nga của eu. moscow cho rằng động thái của lituania đồng nghĩa với việc phong tỏa kaliningrad. khu vực kaliningrad không có biên giới tranh bộ với nga và thường nhận hàng hóa từ nga bằng đường sắt qua lãnh thổ lituania. Nga tuyên bố lệnh cấm vận chuyển của Lithuania ảnh hưởng đến khoảng 50% lượng hàng hóa sang Kaliningrad. Tuy nhiên, thủ tướng Lithuania Ingrida Simonite cho rằng chỉ 1% tổng lượng hàng hóa đến Kaliningrad bị hạn chế. Nhà chức trách Lithuania cho biết, động thái này thực hiện theo yêu cầu từ lệnh cấm vận mà EU áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lệnh cấm hiện áp dụng với vận tải đường sắt và đường bộ. Ngày 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm khi hàng hóa Nga đến Kaliningrad bị cấm quá cảnh tại Lithuania. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, dưới sự chỉ thị rõ ràng từ Nhà Trắng, Lithuania đã áp lệnh cấm vận chuyển đối với nhiều hàng hóa từ Nga đến Kaliningrad, đồng thời cáo buộc lệnh cấm là một phần của các hành động ngày càng thù địch của Mỹ nhằm vào Nga. Lithuania là một trong các đồng minh thuộc khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Lực lượng quân sự của Lithuania không mạnh và nước này cần quân đội Mỹ, Đức đồn trú nhằm bảo đảm an ninh. Trước đó, vào hôm 21 tháng 6, Mỹ tuyên bố nước này hoàn toàn ủng hộ lệnh cấm vận nhiều nhóm hàng hóa Nga của Lithuania và nhấn mạnh NATO sẽ sát cánh cùng Lithuania. Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu, Chúng tôi và các đồng minh NATO luôn đứng về phía Lithuania. Cùng ngày 24 tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc EU và NATO đang bắt tay nhau để thành lập liên minh nhằm chuẩn bị đối phó Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Azerbaijan, ông Lavrov cho rằng EU không phải một khối quân sự, nhưng thời gian gần đây, các tuyên bố của EU ngày càng trở nên hung hăng và hiếu chiến. Ông Lavrov nhấn mạnh, EU cùng với NATO đang xây dựng một liên minh. Về cơ bản, họ muốn một cuộc chiến tranh với Nga. Nga đang quan sát chặt chẽ các động thái của EU và NATO. Bình luận về việc Ukraine trở thành ứng viên gia nhập EU, ông Lavrov cho rằng điều này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho hay, việc EU trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine là một việc nội bộ của EU và Nga sẽ không can thiệp. Mặc dù việc Lithuania hạn chế trung chuyển hàng hóa bằng đường sắt tới cùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga là phù hợp với đường lối của EU, nhưng nó cũng cho thấy những nỗ lực của Mỹ nhằm kéo liên minh châu Âu EU vào phạm vi ảnh hưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hành động cấm vận Kaliningrad của Lithuania đã mở ra mặt trận đối đầu Nga-NATO ở khu vực Tây Bắc châu Âu trước thêm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới với các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây nga gần như đã bị cô lập hoàn toàn khi còn rất ít mối liên hệ hợp pháp với thế giới bên ngoài tuy nhiên nền kinh tế nga vẫn tăng trưởng tốt một cách đáng ngạc nhiên với việc đồng rút trở thành đồng tiền hoạt động tốt cho đến thời điểm này trong năm nay giá dầu tăng cao một lần nữa chứng minh lợi thế của nền kinh tế nga vốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch này tuy nhiên kinh tế nga sẽ đứng vững được bao lâu vẫn là một câu hỏi khó để trả lời Mới đây, trên tờ tin tức của thông tấn xã Việt Nam đã đăng tải bài viết với tiêu đề Kinh tế Nga đang đứng vững trước lệnh trừng phạt, nhưng kéo dài được bao lâu? Vào ngày 25 tháng 6, trong đó nội dung tờ này đã dẫn theo trang France24.com cho biết đồng rút của Nga đang tăng lên mức cao nhất trong 7 năm so với đồng USD trên sàn giao dịch Moscow vào ngày 20 tháng 6 và trở thành đồng tiền hoạt động tốt hàng đầu thế giới trong năm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu của ông tại diễn đàn kinh tế quốc tế tại St Petersburg vào ngày 17 tháng 6. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thất bại. Trước đó cùng với các đồng minh như Anh, Australia và Nhật Bản, Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hàng loạt đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm việc đóng băng khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của Nga. Trong khi nền kinh tế Nga đang tăng trưởng tốt, các nhà phân tích cho rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến với Moscow. Một tuần sau khi xung đột nổ ra, đồng rút đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD và đồng euro. Thông qua phong tỏa kho dự trữ và ngoại tệ khổng lồ của Nga, phương Tây đã tước đi phương tiện cơ bản để duy trì giá trị đồng tiền của nước này. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất lên 20% và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn mạnh mẽ đối với các công ty cũng như người dân. Đồng rút tăng cao sau đó cho thấy Ngân hàng Trung ương Nga đang thành công. Nhà kinh tế Julian Vekuen, đồng chủ tịch của đại học Inacol ở Paris cho biết giá trị cao của đồng tiền này là một may mắn chính trị không thể phủ nhận chuyên gia kinh tế trên nói khi bắt đầu cuộc xung đột moscow thực sự lo ngại nổ ra một cuộc khủng hoảng tài chính nguy cơ gây lạm phát và làm suy giảm niềm tin của người dân và đồng rút họ đã ngăn chặn được nguy cơ đó vào lúc này nhưng julian vercuen lưu ý mặt khác giá trị hiện tại của đồng rút quá cao nên các sản phẩm do Nga sản xuất không thể cạnh tranh được với các đối thủ nước ngoài về giá cả. Điều đó có thể làm phức tạp chính sách thay thế nhập khẩu mà Tổng thống Putin đã kêu gọi. Nhiều thời kỳ giá dầu cao kéo dài đã mang lại cho Moscow nhiều lợi thế. Nó cho phép Liên Xô bù đắp được những hạn chế về kinh tế và mang lại cho người dân mức sống chưa từng có dưới thời Leonid Brezhnev tổng thư ký đảng Cộng sản Liên Xô vào những năm 1970 và dưới thời Putin vào những năm 2000, người đã giúp nền kinh tế Nga trỗi dậy sau thảm họa những năm 1990. Hiện tượng này đã tái diễn với nhiên liệu hydrocarbon vẫn chiếm hơn 60% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia giàu, nhiên liệu hóa thạch hàng đầu thế giới. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch có trụ sở tại Helsinki, Nga đã thu về hơn 90 tỷ euro xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch trong 100 ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Bất chấp những tranh cãi gay gắt ở các nước châu Âu và áp lực từ Kiev, báo cáo cho thấy EU vẫn chiếm 61% xuất khẩu hydrocarbon của Nga, lên tới khoảng 57 tỷ euro. Đức là nước nhập khẩu khí đốt lớn của Nga kể từ thời Brezhnev, còn ở Điện Kremlin. Theo đó, vào đầu tháng 4 năm nay, Berlin đã bác bỏ lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của EU. Tuy nhiên, EU đã áp đặt dần lệnh cấm vận đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong vòng trừng phạt thứ sáu, được thông qua vào đầu tháng 6, với kỳ vọng cắt giảm 90% lượng nhập khẩu này vào năm 2023. Nga chiếm hơn 11% sản lượng dầu toàn cầu do có lệnh cấm vận của EU, có nguy cơ làm tăng giá vào thời điểm lạm phát lan tràn. Lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga cho đến nay vẫn chưa chịu tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Những phần lớn lĩnh vực sản xuất đã bị ảnh hưởng nặng nề đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, khi trong tháng 4 năm 2022 đã chứng kiến sự sụt giảm bất thường 78,5% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh số bán xe. Đây là hệ quả của việc các công ty quốc tế như Mercedes-Benz, Volkswagen và Renault rời đi cùng với đó là lệnh cấm vận của phương Tây đối với các linh kiện điện tử vào thời điểm toàn cầu thiếu hụt. Đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung tương tự, ngành hàng không Nga cũng đã phải đối phó với việc EU, Mỹ, Anh và Canada Đóng cửa không phận của họ đối với máy bay Nga, điều này đã làm gián đoạn đáng kể việc di chuyển bằng đường không, đồng thời khiến giá vé của Nga tăng chóng mặt. Tuy nhiên, các số liệu chính thức của tháng 4 năm 2022 cho thấy, không chỉ các lĩnh vực như dầu mỏ và khai thác mỏ đang phát triển tương đối tốt ở Nga, mà cả ngành công nghiệp dược phẩm và đồ uống cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Mặc dù vậy, một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu khả năng phục hồi kinh tế của Nga có bền vững hay không. Vercui nói Hiện tại các số liệu chính thức không cho thấy sản lượng tổng thể giảm mạnh, nhưng trong trung và dài hạn, việc Nga tách rời khỏi các nền kinh tế phương Tây sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với mức sống và năng lực công nghệ của nước này. Mối quan hệ với một số nước châu Âu có thể hạn chế thiệt hại, nhưng theo quan điểm của tôi sẽ không đủ để bù đắp hoàn toàn. Vào tháng 5, Bộ Kinh tế Nga cho biết nước này dự kiến sẽ suy thoái từ 7,8 đến 8,8% vào năm 2022 trước khi tăng trưởng trở lại vào năm sau thông qua chuyển đổi cơ cấu trên toàn bộ nền kinh tế đây sẽ là mức giảm gdp hàng năm lớn nhất của nga trong hai thập kỷ qua mặc dù sức mạnh của đồng rút gia tăng nhưng có thể rằng điều đó không đồng nghĩa với nền kinh tế nga miễn nhiễm với tác động từ các đoạn trừng phạt kể từ khi nga đổ quân vào ukraine hàng nghìn công ty quốc tế đã rời khỏi nga khiến số lượng lớn người nga thất nghiệp đầu tư nước ngoài đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng tỷ lệ nghèo đói đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vỏn vẹn năm tuần đầu tiên của cuộc chiến dù nga đang rất cố gắng để kinh tế nga đang đứng vững trước lệnh trừng phạt nhưng điều này sẽ kéo dài được bao lâu vẫn là một câu hỏi khó có thể trả lời lúc này thưa quý vị động thái cấm vận của lithuania cho thấy những nỗ lực tột cùng của châu âu mỹ và nato trong việc tìm mọi cách có thể để gây sức ép với ông putin điểm nóng căng thẳng mới này khiến tình hình đại cục thêm trầm trọng và liệu có châm ngòi cuộc xung đột mới xảy ra hay không những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự nga ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại